Cho hỏi, có phải là cô My đại gia không? Chính xác là như vậy, tôi là Diễm My đại gia nè. Giờ em tới công ty em lãnh thưởng này nha. Cỡ khoảng nửa tiếng nữa chắc là em xong á. Bây giờ anh lo suy nghĩ coi, chút nữa mình gặp nhau mình ăn cái gì cho sang sang đi nha. À biết rồi, vậy nha. Bye bye anh. Dạ anh ơi, cho em hỏi chút. À chị cần gì ạ? Dạ à, hôm qua em nhận được cuộc điện thoại á, là tới đây lãnh giải thưởng. Em đạt được giải nhất á. Em là Diễm My đại gia. Em là Diễm My. Có Diễm My trúng giải nhất phải không? À, dạ đúng rồi. Cô My có đem theo hóa đơn không? À, dạ có. Ủa, nhưng mà cái này làm chi vậy anh? Mình được giải nhất cho nên mình chụp hình để đăng báo sẵn làm kỷ niệm luôn. À vậy hả? Dạ nhưng mà cho em hỏi, chừng nào em nhận được tiền thưởng vậy? Cô yên tâm đi, mình làm thủ tục xong hết là mình ra mình nhận liền ha. Dạ. Rồi, chuẩn bị. 1, 2. Nếu nợ người ta không trả, không lo chụp hình. Hay quá ha. Giám đốc đâu? Dạ. Kìa giám đốc ra đi. Dạ. Kìa lên. Thôi tiền em sao? Ô, 10 triệu của tôi. Đây em mời anh chị ạ. Cảm ơn em. Em ơi. À, sao ạ? Tính tiền giùm chị luôn nha. Dạ. Của anh chị là 120.000 ạ. 120. Khoan đã. Dạ sao ạ? Lấy cho anh thêm một cái bánh nhân dây nữa. Dạ. Vậy lấy thêm một cái nữa là tổng tiền của anh chị là 160.000 ạ. À, đợi chị chút. Dạ. Sao anh bánh chanh dây vậy? Bánh nhân dây ở đây ngon mà. Mỗi lần thường tới đây em đều kêu một cái ăn mà. Nhưng mà em đang giảm cân cho nên em không ăn bánh chanh dây đâu. Thôi cứ ăn đi không sao đâu, lần này để anh trả tiền cho. Em sao vậy? Sao im tin tích không nói gì vậy? Cái vụ tiền cà phê hồi nãy hả? Anh nói rồi mà, không sao. Anh trả cũng được, ai trả cũng được, có gì quan trọng đâu. Em cảm thấy em không có tiền, em nhục quá nè. Lòng tự trọng cũng bay đâu mất tiêu luôn. Lòng tự trọng của em bị anh tha đi rồi, được chưa? Thôi bây giờ tính vậy nè, lần này anh trả, lần sau anh cho em trả, hiểu không? Hello. Dạ đúng rồi, tôi là Diễm My. Hả? Giải nhất hả? Hả? Giải nhất? Dạ. Hả? 10 triệu, 10 triệu hả anh? Dạ, em cảm ơn anh, em cảm ơn anh, em cảm ơn anh. Ủa, ở đâu ra vậy? Em trúng số hả? Anh ơi, còn hơn là trúng số nữa đó anh. Anh biết không, em mua hàng ở trên mạng á, xong rồi bút thăm trúng thưởng á. Cái bây giờ người ta gọi lại thông báo là em đạt giải nhất 10 triệu, giải nhất 10 triệu đó anh. Ngày mai em sẽ lên lấy giải.
Chị còn hơn đúng số nữa chứ. Chứ còn gì nữa. Nè, ngày mai mà em lãnh giải rồi á, em sẽ dắt anh đi ăn một bữa đó, gọi là đá đời non nê luôn, để trả lại những cái lần anh đã trả cho em. Anh nói không quan trọng rồi mà. Sao mà không quan trọng được? Tại vì lúc đó không có tiền cho nên phải đành nói vậy thôi. Nhưng mà bây giờ em đã có tiền rồi, em sống lại rồi anh ơi. Ngày mai em lãnh xong em sẽ bao anh đó. Dạ dạ dạ, mười triệu thôi. Alo. Cho hỏi, có phải là cô My Đại Gia không? Chính xác là như vậy, tôi là Diễm My Đại Gia nè. Giờ em tới công ty em lãnh thưởng này nha. Cỡ khoảng nửa tiếng nữa chắc là em xong á. Bây giờ anh lo suy nghĩ coi, chút nữa mình gặp nhau mình ăn cái gì cho sang sang đi nha. À biết rồi, vậy nha. Bye bye anh. Dạ anh ơi, cho em hỏi chút. À chị cần gì ạ? Dạ hôm qua em nhận được cuộc điện thoại á, là tới đây lãnh giải thưởng. Em đạt được giải nhất á. Em là Diễm My đại gia. Em là Diễm My. Có Diễm My trúng giải nhất phải không? Dạ đúng rồi. Cô My có đem theo hóa đơn không? Dạ có. Ủa, nhưng mà cái này làm chi vậy anh? Mình được giải nhất cho nên mình chụp hình để đăng báo sẵn làm kỷ niệm luôn. À vậy hả? Dạ nhưng mà cho em hỏi, chừng nào em nhận được tiền thưởng vậy? Cô yên tâm đi, mình làm thủ tục xong hết là mình ra mình nhận liền ha. Dạ. Rồi chuẩn bị. 1 2 Muốn nợ người ta không trả mà lo chụp hình. Hay quá ha. Giám đốc đâu? Dạ. Kìa giám đốc lại đây. Dạ. Kìa lên. Thôi tiền em sao? 10 triệu của tôi. Được rồi, đừng có buồn nữa. Anh thấy em tiếc tiền quá, cho nên anh cho em một cơ hội nè. Cơ hội gì? Bây giờ anh sẽ hỏi một câu hỏi. Nếu như em trả lời đúng, anh sẽ cho em 20 triệu. Gấp đôi luôn á. Thôi, không có thời gian giỡn với anh đâu. Anh đâu có giỡn đâu, chơi đi, chơi không? Không, chơi không được đâu. Bây giờ anh sẽ hỏi câu hỏi liên quan tới y học, được không? Thì em trả lời được mới lấy 20 triệu chứ, tiền đâu mà dễ lấy vậy. Được không? Bây giờ anh hỏi câu hỏi nha. Em chỉ có 5 giây suy nghĩ trả lời thôi đó. Hiện giờ Việt Nam mình á đang gia tăng bệnh táo bón lên hàng ngày. Tỷ lệ tăng bệnh táo bón rất là cao. Vậy theo em, trong y học, tên tiếng Anh, bệnh táo bón gọi là gì? Em không có trả lời được. 5 Không biết. 4 3 À, không chứ, depression là tiếng Pháp hả? Vậy tiếng Anh là gì vậy? Hình như là cũng là constipation hay sao? À, constipation là tiếng Pháp, constipation là táo bón. 2 Constipation. Đúng rồi đúng không? Ai chị mới nói gì? Thấy không? Là từ táo bón ở trong y học, ở chuyên môn người ta hay gọi là constipation đúng không? Đọc lại coi. Constipation. Anh cho em cơ hội cuối nha. Đáp án em có thể thay đổi được nha. Thay đổi gì? Đúng rồi mà. Đọc lại đi nha. Rồi cuối nha. Constipation. Đọc lại đi. Constipation.
Anh đúng rồi đúng không? Anh không nghĩ là em trả lời được đúng không? Đúng quá. Hai chục triệu với em đây. Giỡn mặt á, hai chục triệu. Khoan, khoan, nghe tôi. Tôi cho anh chưa? Hai chục triệu. Anh chị. Hai chục triệu đây. Vậy đó anh cô là gì? Consumption. Suy nghĩ lại đi. Em phải suy nghĩ lại. Anh cho em hỏi là làm trong y khoa đó có thầy chuyên môn mà gọi về cái tỉnh táo bón đó, tiếng Anh nó gọi là cái gì vậy anh? Contribution. Hai chục triệu, hai chục triệu, hai chục triệu, hai chục triệu của em. Được rồi, bình tĩnh đi, quá thích được rồi. Coi như là anh hiện tại thì anh không có tiền ở đây. Cái vấn đề 20 triệu đó. Anh trả được tiền đó. Ê, nè, anh không giỡn nha. Bây giờ anh chưa có tiền trả cho em một lần, nhưng mà anh sẽ trả từ từ, được chưa? Anh cảm phiền, công này đỡ ghiền. Hay quá ha. Hay gì mà hay. Anh nói thiệt nha, anh không quỵt em đâu. Nhưng mà để anh coi, nếu mà trả hết cái này thì phải bao nhiêu lần đi ăn, bao nhiêu lần đi uống cà phê, bao nhiêu lần xem phim ta? Chắc chắn là anh không có dám quỵt em rồi. Anh không có hóa kiểu em đâu, nghe chưa? Đâu, nghe anh chưa? Biết rồi đâu. Hay quá, mày đặt nói dần là còn giỡn mặt kiểu đó nữa. Ghê thiệt. Ê, bạn gì ơi vậy? Cái gì vậy? Chụp giùm mình tấm hình nha. Đây. Vậy luôn á hả? Làm bằng chứng. Đi đây. Rồi, bằng chứng thì bằng chứng.